Vào ngày 16 tháng 5, đội tuyển Malaysia sẽ chính thức hội quân để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Malaysia sẽ có trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 11 tháng 6. Trận đấu này hứa hẹn sẽ rất căng thẳng và khó đoán. Chính vì vậy, cả hai đội đã và đang có những sự chuẩn bị kỹ càng nhất. Về phía đội tuyển Malaysia, cả liên đoàn bóng đá nước này lẫn thành phần ban huấn luyện đội tuyển quốc gia đều xem trận gặp đội tuyển Việt Nam là màn so tài then chốt, quyết định việc những chú hổ có được đi tiếp hay không. Trợ lý huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Malaysia, ông Balachandran chia sẻ: "Có rất nhiều cái tên mới được gọi lên đội tuyển quốc gia Malaysia và dĩ nhiên, đó là những cầu thủ được các huấn luyện viên tuyển chọn rất gắt gao. Trong số đó, chúng tôi thực sự rất ấn tượng với một vài cầu thủ trẻ. Đó có thể là tài năng sáng giá của cả nền bóng đá Malaysia lúc này." Thành thực mà nói, đội tuyển Malaysia đang muốn có một lối chơi mới, hoa mỹ và đẹp mắt hơn. Điều đó khác so với lối chơi giàu thể lực như trước đây. Huấn luyện viên Tan Chang Hui và liên đoàn bóng đá Malaysia cùng thành phần ban huấn luyện đã trao đổi rất nhiều về điều này và cuối cùng, tất cả cùng thống nhất rằng sẽ thay đổi đội tuyển Malaysia theo một hướng đi hoàn toàn mới. "Chúng tôi đang có trong tay mọi thứ để làm điều đó. Đó là lý do mà Malaysia nhập tịch nhiều cái tên có tố chất kỹ thuật, chiến thuật cực kỳ cao. Một điều mới lạ sẽ được chúng tôi thể hiện. Và tôi tin, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ gặp vô vàn bất ngờ khi phải đối đầu với một Malaysia đầy biến ảo." Ông Balachandran cũng tiết lộ, một nhân viên truyền thông của Liên đoàn bóng đá Malaysia sẽ trực tiếp tác nghiệp và nghiên cứu trong các buổi tập của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, qua đó gửi thông tin về quê nhà. Được biết, người này đã có mặt tại Việt Nam từ rất lâu. Theo ông Balachandran, nguyên nhân của việc đội tuyển Malaysia do thám Việt Nam đến từ việc huấn luyện viên Park Hang-seo tuyên bố sẽ thay đổi lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Thông tin này chắc chắn sẽ khiến huấn luyện viên Park Hang-seo giành một sự dè chừng nhất định, bởi lẽ hiện tại là thời điểm rất nhạy cảm để vị chiến lược gia người Hàn Quốc triển khai những toan tính của mình. Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 10 tháng 5 tại Hà Nội, trước khi bay thẳng sang UAE. Chia sẻ với truyền thông, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn cho biết, VFF đã có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm tận dụng thời gian tập huấn, giúp huấn luyện viên Park Hang-seo có những sắp xếp, điều chỉnh về mặt chiến thuật, để cầu thủ có được phong độ tốt nhất khi tham gia các trận đấu chính thức. VFF cũng đã liên hệ với nước chủ nhà, thực hiện các yêu cầu của AFC và triển khai các kế hoạch chuẩn bị tại Dubai, bao gồm việc liên hệ khách sạn, sân tập. Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu vào ngày 31 tháng 5, trước trận đấu chính thức với Indonesia. Đây sẽ là trận đấu giá trị, giúp các cầu thủ thích nghi dần với lối chơi. Đồng thời, huấn luyện viên Park Hang-seo có cơ hội phân tích, đánh giá tình hình và chọn ra các phương án tốt nhất để bước vào các trận đấu quan trọng. VFF sẽ cử đoàn kiểm tra sang trước để chuẩn bị công tác hậu cần và tối ngày 26 tháng 5, đội tuyển sẽ bay sang UAE. Chúng tôi tin tưởng, với sự chuẩn bị kỹ, đội tuyển sẽ đạt được thành tích tốt, ông Trần Quốc Tuấn cho biết thêm.